Hello， 各位同学，大家好。你知道如何用越南语来称呼家人呢？如何跟爸爸妈妈表达爱意？今天我们的课程要教大家爸爸妈妈、兄弟姐妹的越南语，赶快来学习吧。拜吧，母妹。第三课，爸爸妈妈。con yêu bố mẹ, bố mẹ yêu con. con yêu bố mẹ, bố mẹ yêu con. 我爱爸爸妈妈。con yêu bố mẹ. bà ba mà má ai wo. bố mẹ yêu con. từ vựng.词汇，好，接下来就是我们的练习词汇的部分。提醒大家，黄色底的部分就是我们的基本词汇，白色底的部分就是认读词汇。老师先念两边，你们念一边，记得注意老师的嘴型哦。安斋，安斋，安斋。em trai em trai em trai chị gái chị gái chị gái em gái em gáiEm gái Yêu 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 Con 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 Bố 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 mẹ 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 bài luyện tập ghi quần phổ tổng con yêu mẹ con yêu mẹCon yêu mẹ. Con yêu bố. Con yêu bố. Con yêu bố. Con yêu bố mẹ. Con yêu bố mẹ.Con yêu bố mẹ. Yêu con. Yêu con. Yêu con. Mẹ yêu con. Mẹ yêu con. Mẹ yêu con. Bố yêu con.Bố yêu con. Bố yêu con. Bố mẹ yêu con. Bố mẹ yêu con. Bố mẹ yêu con.好，今天我们学会如何用越文称呼家人，所以下课回去要跟爸爸妈妈练习哦。我们的课程今天到这边结束了，下一次见。